Hôm nay giống như là các bạn, hôm nay mình dạy trước một bài một về cái chứng khoán căn bản ABC, từ chưa biết gì đến cái hoàn thiện căn bản. Thì các bạn biết rồi, chứng khoán chia làm hai nhóm, đó là phân tích cơ bản, là phân tích doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính, phân tích doanh nghiệp, phân tích cổ phiếu từ những cái thông tin, từ những kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thì đó là cơ bản nhất, mấu chốt vấn đề của chứng khoán, là gọi là trường phái này, gọi là trường phái phân tích FA. Còn một cái trường phái nữa là phân tích TA, gọi là phân tích kỹ thuật. Thì cái đó tôi sẽ dạy sau. Trước mắt hôm nay chúng ta học cái bài một đầu tiên về thị trường chứng khoán là gì, và định nghĩa cổ phiếu là gì, chứng khoán là gì, và phân tích FA là gì. Rồi, chứng khoán căn bản hay chứng khoán cơ bản? Phân tích cơ bản, phân tích FA. Thì các bạn hiểu rằng phân tích cơ bản hay là phân tích FA là mấu chốt của vấn đề, chứ không phải là phân tích TA nha các bạn. Mấu chốt của vấn đề là căn bản của thị trường chứng khoán là phân tích doanh nghiệp, hay nói chính xác hơn đó là phân tích FA. Rồi, bài 1 thì hướng dẫn cho những người chưa biết chứng khoán, đây nói chung là tổng thể về cái thị trường chứng khoán. Thì định nghĩa cái này, chứng khoán là gì? Thì cái đề tài này có lẽ là nhiều bạn đã giao dịch chứng khoán rồi thì nó bình thường, nhưng hiện nay các bạn biết rồi, thị trường chứng khoán thành lập 21 năm, mà cụ thể tôi nói là 19 năm, từ năm 2000 đến năm 2019 chỉ vỏn vẹn 2,2 triệu tài khoản thôi các bạn. Và trong đó số lượng tài khoản chết, tức là số lượng tài khoản non-active trong năm 2019 cũng rất nhiều. Có nghĩa là đâu đó tôi nghĩ là còn khoảng cỡ trên dưới 1 triệu rưỡi tài khoản là active, là giao dịch cho đến cuối năm 2019. Thì trong đó cũng không có loại trừ là một số chứng minh nhân dân có nhiều tài khoản. Tại vì hiện nay cả nước hiện nay có 73 công ty chứng khoán. Trước đây thì đỉnh điểm là có 105 công ty chứng khoán thời hoàng kim nhất khoảng 2009 lẻ 10. Nhưng từ đó tới nay thì thị trường chứng khoán nó có sự đi ngang trùng xuống, nên không sôi động như giai đoạn 2004 2007, nên thành lập công ty chứng khoán mới từ giai đoạn 2009 lẻ 10 đến nay là ngưng, và như Ủy ban chứng khoán, Bộ Tài chính cũng không cấp mới thành lập công ty chứng khoán nữa, và chỉ có rút giấy phép, quỹ giấy phép một số công ty thôi. Còn ngoài ra thì chưa mua bán sáp nhập một số công ty chứng khoán yếu kém. Thì đến nay mà biết rồi, từ 105 công ty chứng khoán đỉnh điểm cao nhất, hiện nay còn 73 công ty chứng khoán, nhưng hoạt động thực thụ thì chắc khoảng cỡ trên dưới 70 thôi, không không được 73. Nhưng nổi trội nhất vẫn là 20 công ty chứng khoán top đầu, và có sự phụ họa thêm của 20 công ty chứng khoán top kế tiếp là 40. Còn phần còn lại gần như là có cái giấy phép công ty là chủ yếu ha, tôi nói như vậy để cho các bạn hiểu về cái đó. Thì chứng khoán là gì, chúng ta định nghĩa có thể hiểu đơn giản thế này. Chứng khoán là một cái bằng chứng xác thực về cái quyền và cái lợi ích hợp pháp của một nhà nhà đầu tư, của người sở hữu, trong đó có là lãnh đạo công ty hay là những cổ đông. Thì cái định nghĩa lại cái này nó cũng sẽ không thừa với những nhà đầu tư F0, F1 và những nhà đầu tư sắp sửa mở tài khoản chứng khoán, hoặc là chưa mở tài khoản chứng khoán. Vì hiện nay là tôi, nếu mà tôi đến là tháng 12 này nữa, khoảng trở trên dưới 150 ngàn tài khoản mở mới nữa, thì các bạn biết rồi, xấp xỉ con số là 4 triệu rưỡi tài khoản chứng khoán đến giờ này. Nghĩa là năm ngoái năm nay tăng rất nhiều, tăng hơn 19 năm về trước cộng lại. Nên một số nhà đầu tư có cái sự mới mẻ trên thị trường chứng khoán và cần xem lại những thông tin này cũng rất nhiều. Nên nhất các bạn mới mở tài khoản chứng khoán thì đây là những cái thông tin rất hữu ích cho các bạn tham khảo. Thì về mặt hình thức, chứng khoán được thể hiện dưới dạng các chứng chỉ, giấy tờ có giá, giấy tờ chứng có giá, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Vì phân loại chứng khoán bao gồm có mấy loại là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh.
Thì ở nước ta nói đến chứng khoán thì người ta hiểu đến là mua bán cổ phần cổ phiếu là nhiều. Còn cái giao dịch của trái phiếu thì nó có phần lớn nó dành cho cái nhà đầu tư có tổ chức, các doanh nghiệp, các ngân hàng, các quỹ đầu tư. Mà trái phiếu thì các bạn thấy là nó niêm yết trên sàn Hà Nội HNX, còn sàn Thành phố Hồ Chí Minh HOSE thì chủ yếu là cổ phiếu là chính. Chứng khoán phái sinh thì nó cũng nằm trên sàn Hà Nội HNX. Chứng chỉ quỹ thì quỹ đầu tư đó thì các bạn thấy là sàn Sài Gòn nhiều hơn sàn Hà Nội. Rồi, chúng ta đi vào cái cụ thể, vậy có cổ phiếu là gì? Thì ở đây các bạn thấy là cổ phiếu là giá trị của doanh nghiệp được chia ra làm nhiều phần bằng nhau. Mỗi phần gọi là một cổ phiếu. Tôi ví dụ một cái doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng và được chia ra 100 cổ phần thì mỗi cổ phần là một trăm ngàn, một trăm triệu chẳng hạn. Thì trong đó chia ra 100 cổ phần này thì được nắm giữ bởi 100 nhà đầu tư nha. Thì 100 nhà đầu tư, mỗi một nhà đầu tư giữ 100 triệu nha. Thì 100 nhà đầu tư thì giữ hết trơn 10 tỷ của công ty này nha. Như vậy thì cái đó gọi là cổ phiếu, một phần nhỏ trong cái trong cái tổng cái vốn điều lệ của công ty chia ra thì được gọi là cổ phiếu, cổ phần. Thì ở Việt Nam mệnh giá cổ phần được quy định là 10.000 đồng trên mệnh giá giấy tờ sổ sách nha các bạn. Còn giá giao dịch trên thị trường có những cổ phiếu hiện nay lên 200-300 ngàn một cổ phiếu, hay là 20-30 ngàn, 40-50 ngàn, nó rất là đa dạng trên thị trường đó. Cái đó gọi là thị giá các bạn. Các bạn phân biệt lớn đó là thị giá. Còn 10.000 đồng là mệnh giá ha, các bạn chú ý là mệnh giá. Mệnh giá của bất kỳ một cổ phiếu nào cũng được quy định đưa về cái giá chuẩn là 10.000 đồng theo luật chứng khoán của Việt Nam, hay luật doanh nghiệp và luật chứng khoán. Rồi, giấy hay bút toán dữ liệu điện tử thì các bạn thấy là các ba chữ cái trên bảng điện tử đó gọi là bút toán điện tử giấy. Thì cái giấy chứng nhận này thì được gọi là chứng khoán. Các bạn biết rồi, hồi xưa á, các bạn nào từng nghe nói đến cái chữ là bằng khoán thì bằng khoán thực chất là nó là giấy tờ chứng nhận cấp quyền sử dụng đất thôi. Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, hay là đất trồng cây lâu năm, hay đất nhà, gọi là bằng khoán. Thì bằng khoán gần đây các bạn thấy rồi đó, được thay bằng sổ đỏ, sổ hồng. Thì cái chữ khoán, chứng khoán ở đây nó xuất phát từ những cái ý nghĩa như vậy, nghĩa là chứng nhận hay khoán nhận vào một cái tài sản nào đó cho một cái người đầu tư. Người ta bỏ tiền ra, người ta đầu tư và mua một cái chứng khoán, hay một cái bằng khoán, hay một cái chứng nhận nào đó. Thì các bạn hiểu như vậy. Nhưng hiện nay là với cái tình hình phát triển tin học, công nghệ thông tin rất hiện đại, nên phần lớn các bạn sẽ thấy trên dữ liệu điện tử là chính. Còn về mặt giấy tờ, cái bằng khoán màu xanh, màu đỏ, sổ hồng thì chỉ còn phổ biến ở lĩnh vực bất động sản là chính thôi. Còn trên chứng khoán thì gần như các bạn sẽ không thấy, mặc dù nó có. Và người lãnh đạo các công ty người ta muốn lưu ký thì người ta đưa vào trung tâm lưu ký Việt Nam trực thuộc Ủy ban chứng khoán, đó là viết tắt là VSD, gọi là trung tâm lưu ký. Nơi đó họ sẽ xây nhiều cái tầng hầm, cái nhà lầu, từng nhiều cái két sắt để họ giữ những cái bằng khoán đó, những cái chứng nhận, cái chứng khoán đó. Họ cất vào tủ và họ cấp một cái mã điện tử, một cái dữ liệu điện tử hay một cái bút toán điện tử để cho nhà đầu tư hay lãnh đạo doanh nghiệp họ giao dịch mua bán trên bảng điện tử ba chữ cái đó.
Là như vậy ha, các bạn hiểu nôm na tổng thể như vậy à, thì chúng ta cũng không cần học hàng lâm việc như tại sao lại có cái bút toán, cái chứng khoán hay lĩnh tí này, cái đó để cho bộ phận nghiệp vụ người ta làm à, còn mình học à, là mình biết đại loại tổng thể là như vậy và mình sẽ ứng dụng vào đó là cái chủ yếu, còn mình không cần biết là mình không cần phải làm một cái đề tài tiến sĩ nghiên cứu về chứng khoán là gì hay là cổ phiếu là gì ha, nhưng mà chúng ta biết tổng thể quy trình nguyên lý và cái nguyên nhân có cái triệu chứng khoán hay cái giấy tờ giả là như vậy à, thì đó các bạn thấy một cái ví dụ này à, như vậy rồi à, vậy chứng khoán, đầu tư chứng khoán nó là làm sao, là đầu tư như thế nào, thì đầu tư chứng khoán là mua bán các loại giấy tờ chứng chỉ bút toán dữ liệu điện tử à, có giá à, à. Thì ở đây các bạn chứng chỉ bút toán dữ liệu điện tử ha, cụ thể là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh ha, à, và một số loại cái chứng khoán khác mà thế giới là có, thì sắp tới Việt Nam cũng sẽ áp dụng, nhất là trong tương lai 2022-2023 có những cái phần mềm giao dịch mới của nước ngoài đó, nó chúng ta mua về, chúng ta mang về áp dụng thì nó sẽ hiện đại, nó đầy đủ hết các nghiệp vụ. Thì hiện nay các bạn biết rồi, thị trường chứng khoán nổi trội nhất và tiên phong hiện đại nhất, từ phần mềm cho đến pháp luật về chứng khoán cho đến là giá doanh nghiệp niêm yết nhiều nhất thì vẫn là Phố Wall của Mỹ. Phố Wall thì nó ở chỗ New York, ở thành phố New York của Mỹ, của Hoa Kỳ. Thì kế đến trước đây, thực chất trước đây chứng khoán lâu đời nhất là vẫn là London các bạn, London của Vương quốc Anh. À, rồi ở châu Á thì các bạn biết rồi, trước đây thì Hồng Kông, thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng nổi trội nhất châu Á, nhưng gần đây thì Singapore cũng nổi lên là một cái thị trường chứng khoán rất là lớn. Rồi với cái sự phát triển kinh tế hùng mạnh của Nhật Bản thì thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng rất có tiếng nói trong cái châu Á và thế giới, quy mô nó lớn. Hàn Quốc cũng vậy, với sự phát triển mạnh mẽ và kinh tế thị trường thì thị trường chứng khoán nó có là từ cái nền kinh tế thị trường nó đi ra, nó chia ra nhiều cái phần, phân phối nhiều cái phần mới có cái trường. Như vậy thì các nước phát triển mạnh ở châu Á gồm có Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Hồng Kông, Singapore, thì đây là các nước có thị trường chứng khoán rất là mạnh mẽ, vượt trội nhất của châu Á. À, và cho thế giới thì các bạn biết thì nổi trội vẫn là Mỹ, London, Anh. Chứng khoán châu Âu thì cũng vậy, nhưng mà châu Âu thì bây giờ không biết là chứng khoán nào là thị trường nào là lớn nhất, hay nó lọt vào Đức cũng lớn, Pháp hay là Ý hay là các thị trường các nước khác nó cũng Mỹ nó cũng lớn. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy những cái thị trường mà được nhiều người quan tâm nhất đó là thị trường Mỹ, thị trường London, thị trường Hồng Kông, thị trường Singapore, thị trường Nhật Bản, thị trường Hàn Quốc, và gần đây có cái chỉ số Shanghai Thượng Hải của Trung Quốc cũng là nổi trội lên. Như vậy thì đó là những nơi là mua bán chứng khoán mạnh nhất trên thế giới. Con số giao dịch mỗi ngày nó lên đến con số rất là lớn các bạn, lên con số từ 5 đến 10 ngàn tỷ đô chứ không ít nha, cái lượng mua bán giao dịch một số thị trường lớn trên thế giới đó. Thì quay lại ví dụ một doanh nghiệp ở trên thì khi đó ai mua và giữ bao nhiêu cổ phần thì chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp sẽ ký chứng nhận cấp sổ cổ phần đó. Người nào giữ nhiều cổ phần nhất sẽ được ưu tiên bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị. Cái này không bắt buộc nhưng mà thường thì như vậy, người ta giữ nhiều phần trong cái một cái khối tài sản đó thì phần lớn thì người ta sẽ chiếm cái quyền làm chủ tịch hội đồng quản trị, hoặc là cũng được nhiều người khác đề cử lên ha. Thì đó là cái quy luật của cái nền kinh tế thị trường thôi, ai giữ cổ phần nhiều thì người đó sẽ nắm chi phối quyền lực ha. Thì việc mua bán cổ phần, cổ phiếu của doanh nghiệp này gọi là đầu tư chứng khoán thì chúng ta thôi. Dĩ nhiên các bạn thấy trước đây khi thị trường chứng khoán khoảng 10-15 năm trước, nó có cái sàn gọi là OTC, tức là giao dịch cổ phần, cổ phiếu của những doanh nghiệp chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chưa được niêm yết nó gọi là giao dịch OTC. Thì giao dịch OTC với thị trường chứng khoán nó cũng y hệt như các bạn mua bán bất động sản sang tên sổ đỏ, sổ hồng thôi. Cách làm y hệt, không khác gì hết. Khi đó thì chủ tịch hội đồng quản trị muốn sang tên đổi chủ thì phải chủ tịch hội đồng quản trị phải ký cái sổ cổ đông đó cấp cho người mới, thu hồi của người này, cấp
cho người mới, nhưng lượng cổ phiếu thì không đổi. Thì đó là cách như vậy. Còn gần đây thì các bạn biết 10-15 năm trở lại đây thì các bạn biết thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển rất mạnh, nên cái giao dịch OTC gần như các bạn cũng không thấy nữa, mà giao dịch OTC hay thay vào đó là những đợt IPO hay là những đợt gọi là giao dịch sơ cấp, những doanh nghiệp mới lên trên sàn hoặc giao dịch mà chưa lên sàn, cái đó gọi là thị trường sơ cấp. Còn chúng ta giao dịch hiện nay là giao dịch trên thị trường thứ cấp. Thứ cấp thì các bạn biết sàn HOT, HOSE cũng là thứ cấp, HNX cũng là giao dịch thứ cấp, chúng ta giao dịch trên sàn thứ cấp, sàn Upcom vẫn là thứ cấp. Vì sơ cấp thì những chỉ tính những cái đợt IPO trở về phía trước đến nó đến đó nữa thôi. Là tổng thể như vậy. Rồi, như vậy thì mua bán chứng khoán ở đâu? Ở đây thì các bạn biết mua bán chứng khoán trên sàn niêm yết. Thì vừa rồi tôi cũng nói qua đó, về chứ sàn niêm yết là sàn chính thức, còn sàn chưa chính thức là sàn sàn Upcom là sàn giao dịch sơ cấp. Thì việc mua bán chứng khoán bằng cách sang tên từ công ty chứng khoán ủy quyền, mang giấy tờ có giá, bút toán, sổ sách từ sàn OTC, cái này cũng y hệt như sang tên bất động sản vậy. Rồi sàn niêm yết chứng khoán chính thức thì còn có 3 sàn, sàn HOT. Thì trước đây những quy định này nó là 80 tỷ đồng thôi để đủ điều kiện niêm yết sàn HOT. Bây giờ 120, nhưng mà nó cập nhật văn bản mới nữa, các bạn theo dõi những cái thông tư những cái thông tư hướng dẫn, nghị định hướng dẫn tiếp theo. Cái này nó tôi ghi nó có thể là nó bị lạc hậu các bạn. Rồi sàn Hà Nội trước đây thì chỉ sàn HNX thì trước đây chỉ 10 tỷ thôi. 10 tỷ và các bạn phải chú ý chuyện này. Trước hết được niêm yết trên sàn này, các bạn trước hết theo luật chứng khoán các bạn phải là công ty đại chúng nha. Công ty đại chúng là như thế nào? Định nghĩa nôm na gì đấy? Công ty đại chúng là công ty trước cổ phần ha, các bạn cổ phần nghe chứ không phải trách nhiệm hữu hạn. Là công ty đại chúng phải là công ty cổ phần có vốn điều lệ tối thiểu từ 10 tỷ trở lên, có ít nhất 99 cổ đông trở lên, trăm cổ đông trở lên, vốn điều lệ tối thiểu là 10 tỷ đồng. Thì nghĩa ba điều kiện thôi: trước là công ty cổ phần và vốn điều lệ 10 tỷ trở lên, là ít nhất là 100 cổ đông trở lên. Như vậy thì đủ ba điều kiện này thì trở thành là công ty đại chúng, thì công ty đại chúng rồi mới đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán chính thức. Như vậy thì chỉ cần các bạn trở thành công ty đại chúng thôi thì các bạn có được quyền niêm yết trên sàn Upcom. Còn sàn Hà Nội HNX thì cái tiêu chuẩn nó cao hơn, trong khi công ty đại chúng như các bạn phải kinh doanh một năm trước đó có lãi chẳng hạn. Tùy theo cái điều kiện này, sàn HOT, giám đốc sàn HOT, sàn HNX thì người ta sẽ tính toán theo từng cái giai đoạn, từng năm, từng thời kỳ. Còn sàn HOT này thì trước đây là các bạn biết đã là công ty đại chúng rồi, nhưng kèm thêm điều kiện vốn điều lệ trước đây là năm 2000 đến 2010 chẳng hạn. Thì giai đoạn đó là vốn điều lệ là tối thiểu phải 80 tỷ trở lên mới được niêm yết trên này, và kinh doanh 2 năm trước đó có lãi mới được niêm yết trên sàn này. Rồi phải nộp báo cáo hồ sơ sổ sách lên để sàn này nó thẩm định mới cho phép niêm yết hay không. Đó là cái quy trình như vậy. Cái phần thứ hai là cái lợi nhuận đầu tư chứng khoán đến từ đâu. Thì các bạn biết rồi, các bạn đầu tư bất động sản hay đầu tư vấn lĩnh vực gì thì cũng có nhiều cái nguồn lợi. Giả sử các bạn đầu tư bất động sản thì có mấy dạng. Các bạn đầu tư một miếng đất mua đi bán lại thì ăn trên lệch giá là chủ yếu. Còn các bạn đầu tư một cái căn nhà, căn hộ hay là một cái nhà trọ thì các bạn là cho thuê rồi kỳ vọng giá đất tăng, rồi cho thuê hàng tháng, hàng năm. Thì cái đó những cái nguồn lợi như vậy. Thì trong chứng khoán nó cũng tương đương như vậy, thu lợi nhuận từ trên lệch giá cổ phiếu mua thấp bán cao, hoặc lợi nhuận từ việc cổ tức ha. Thì ở đây có 3 cách kiếm lợi nhuận từ chứng khoán. Một là trên lệch giá cổ phiếu, chúng ta mua thấp chúng ta bán cao. Thứ hai là hưởng cổ tức, chúng ta mua và nắm giữ cổ phiếu đó, đến thời hạn chia cổ tức thì doanh nghiệp sẽ chia cho ta một phần lợi nhuận mà doanh nghiệp đó làm ra sau khi trừ lương bổng, chi phí nguyên vật liệu, chi phí sản xuất công nhân, kinh doanh, chi phí điện nước, tất cả những các thứ, và đóng thuế cho nhà nước rồi thì phần lợi nhuận được chia cho chúng ta. Cái này gọi là cổ tức. Thì cổ tức thì có hai loại: cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu.
Rồi cái phần thứ ba là hưởng cổ phiếu thưởng. Hưởng cổ phiếu thưởng ở đây là một cái phần lợi nhuận khác nữa của đầu tư chứng khoán, mà cái này nó cũng ít xảy ra. Tuy nhiên nó xảy ra trong các trường hợp nào? Ví dụ giả sử các bạn biết một cái doanh nghiệp đó có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, nhưng khi chào bán ra thị trường IPO hoặc là niêm yết lên sàn thì cái người mua đó người ta mua giá tới là 15.000, thì cái chênh lệch từ 15 đến 10.000 đó thì tức là từ 15 tỷ về 10 tỷ đó, chênh lệch đó được 5 tỷ, 5 tỷ đó gọi là thặng dư vốn cổ phần hóa. Thì thặng dư vốn cổ phần hóa này lâu ngày để trên đó, và doanh nghiệp muốn là đưa vào cái vốn điều lệ cho nó tăng lên để người ta làm những dự án lớn hơn, đầu tư sản xuất, mở rộng nhà máy sản xuất kinh doanh, thì những cái thặng dư vốn này đó sẽ được chia cho cổ đông hiện hữu đang nắm giữ, gọi là chia thưởng cổ phiếu thưởng. Trong những trường hợp như vậy thì các bạn sẽ được thưởng. Giả sử các bạn đang giữ một cổ phiếu thì các bạn nhận thêm nửa cổ phiếu nữa, hay người ta làm tròn thì các bạn đang giữ 10 cổ phiếu thì người ta thưởng thêm cho các bạn 5 cổ phiếu nữa, thành 15 cổ phiếu để nâng cái vốn điều lệ của công ty từ 10 tỷ lên 15 tỷ tỷ chẳng hạn. Đó là trường hợp người ta giải quyết cái vấn đề vốn thặng dư vốn, dư dư vốn cổ phần sau khi cổ phần hóa. Cái này là gặp thường xuyên nhất. Rồi thì cũng có trường hợp các bạn, giả sử như trường hợp này, doanh nghiệp của các bạn là có vốn điều lệ là 100 tỷ, lợi nhuận mỗi năm là 20 tỷ. Nhưng doanh nghiệp này chỉ chia cổ tức có 15 tỷ thôi, còn 5 tỷ tích tụ lâu ngày, qua nhiều năm như vậy, thì đến một ngày nào đó cái phần 5 tỷ tích lũy này nó nhiều lên, và lãnh đạo doanh nghiệp, đại hội cổ đông người ta xin ý kiến, ta chia cái phần đó thành một cái phần cổ phiếu thưởng luôn để tăng cái vốn điều lệ của doanh nghiệp lên nữa, thì đó cũng là một cái hình thức tăng cổ phiếu thưởng, tặng cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Thì khi các bạn làm cổ đông, nhà đầu tư của doanh nghiệp này, các bạn sẽ hưởng lợi được những cái nguồn như vậy ha. Thì đại loại là có ba nguồn chính như vậy ha. Rồi hãy đến là làm sao để giao dịch được cổ phiếu. Thì các bạn phải mở một cái tài khoản chứng khoán thôi. Cũng như là mở một cái tài khoản ngân hàng vậy. Sorry các bạn, đi miếng nước nó nhiều khang cổ. Rồi mở một tài khoản chứng khoán, thì mở tài khoản chứng khoán cũng y hệt như các bạn mở một cái tài khoản ngân hàng thôi, không có khó khăn gì. Nó vẫn có điều kiện là chứng minh nhân dân của các bạn, email, số điện thoại và địa chỉ như vậy thôi. Thì mở trực tiếp thì các bạn đến trụ sở chi nhánh phòng giao dịch của công ty chứng khoán để mở, hoặc là mở xong rồi ký xác nhận qua cái hình ảnh rồi gửi vào đường bưu điện về cũng được. Thì số tài khoản chứng khoán thì các bạn biết là có dạng như vậy. Số 0 đầu rồi XX rồi C rồi tới 6 số cuối, 7 số cuối. Có những công ty thì 6 số cuối, còn có số 7 phía sau này nó là một cái tiểu khoản 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó. Ví dụ là cái tiểu khoản 1 là nó là tiền mặt, tiểu khoản 2 là nó là vay mặt green, tiểu khoản 3 phía sau này, số 3 phía sau đó là vay super mặt green, siêu mặt green chẳng hạn, hoặc là cho vay bên thứ 3. Thì đó là tùy theo cái công ty chứng khoán họ thiết lập cái này ha. Ví dụ một cái tài khoản chứng khoán như vậy, ví dụ 099 là mã của công ty chứng khoán, C là ký hiệu của ủy ban chứng khoán quy định, số tài khoản là 668877 chẳng hạn, rồi sau đó là thêm số 1 nữa là tài khoản này chỉ giao dịch được tiền mặt, hoặc là 099C668872 tài khoản này là được giao dịch mặt green, hay là tài khoản của các bạn là có cái dạng là 099C668877 chẳng hạn, là tài khoản này là siêu mặt green dành cho những cao thủ dùng đòn bẩy tài chính, vay tài chính rất cao, hoặc là cho vay bên thứ ba. Cái đó tùy công ty chứng khoán họ có quy định cái đuôi phía sau này nó khác nhau ha. Rồi mở tài khoản chứng khoán online, đây là cái trường hợp mới này. Những cái giáo án tôi làm cách đây 3-4 năm trước thì không có trường hợp này, nhưng mà bây giờ thì tôi bổ sung thêm cái này. Các bạn thấy là mở tài khoản chứng khoán online, thì các bạn biết mở một cái tài khoản ngân hàng online thì nó có rồi, còn chứng khoán online thì mới gần đây thôi.
thì online thì phải dùng cái định danh, nghĩa là eKYC, nghĩa là định danh khách hàng trực tuyến ha, trực tuyến trên mạng internet. Nó tự động xác minh danh tính nhanh chóng chính xác bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, tức là tin học ha. Máy vi tính sẽ giúp các bạn làm cái này internet ha. eKYC là giải pháp định danh khách hàng trực tuyến cho phép công ty chứng khoán vượt qua mọi rào cản về địa lý và thời gian để định danh khách hàng 100% online. Các bạn nhớ đây là 100% online nghe, chứ không có cái gì mà liên quan hết. Và dựa vào các thông tin sinh trắc học, tức nghĩa là giống như là nhận dạng khuôn mặt, mắt, mũi hay là một số cái hình ảnh trên giấy căn cước công dân, chứng minh nhân của các bạn đó, mà không cần gặp mặt trực tiếp như cái quy trình cũ hiện tại. Thì sau khi mở tài khoản chứng khoán online bằng công nghệ eKYC, tùy thuộc vào từng công ty chứng khoán sẽ cho phép bạn thực hiện đầy đủ hoặc là một phần các nghiệp vụ giao dịch chứng khoán trên tài khoản. Này là thôi. Tôi ví dụ hiện nay có một số công ty chứng khoán thì họ cho phép các bạn dùng eKYC này làm toàn bộ hết, nộp tiền vào được, rút tiền ra được, mua bán chứng khoán được, tất cả các được. Còn một số công ty chứng khoán thì làm nửa vời, nghĩa là cho mở để nộp tiền vào giao dịch được, nhưng khi rút tiền ra thì các bạn phải ký một cái hợp đồng chính thức có cái xác nhận chữ ký sống và là chữ ký thật của các bạn, hoặc là ghé phòng giao dịch hay là gửi qua đường bưu điện mà có ký xác nhận bằng hình ảnh có người giám sát của môi giới hay gì đó thì mới rút tiền ra được. Thì hiện nay cũng có nhiều dạng như vậy. Dĩ nhiên là đang một số công ty chứng khoán đang chạy đua công nghệ để mở tài khoản online eKYC. Còn nếu không thì các bạn biết rồi, khách hàng không mở được. Bây giờ thời đại công nghệ dịch bệnh này mà bắt người ta đến phòng giao dịch, đến chi nhánh để mở tài khoản chứng khoán thì công ty chứng khoán đó chắc chắn sẽ tụt hậu là phía sau. Rồi như vậy. Rồi thêm một cái là nộp tiền vào tài khoản chứng khoán, thì cái này nó cũng đơn giản thôi. Các bạn biết các môi giới, các công ty chứng khoán thì chỉ cho các bạn, nhưng mà cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ các bạn chuyển liên kết từ các ngân hàng, chuyển tài khoản ngân hàng qua hết ha. Thì chuyện này tôi không nói nhiều, các bạn thực hiện thì nó cũng đơn giản. Trong vòng hiện tại phần lớn các ngân hàng liên kết, các công ty chứng khoán liên kết với ngân hàng thì các bạn làm online trong vòng 30 giây là xong hết ha. Nhưng mà liên quan tới tiền bạc, tôi nhắc cho các bạn phải làm cẩn thận, tiết kỹ càng nhiều càng tốt. Có một số ngân hàng các bạn chuyển ra nội dung online mà các bạn chuyển vào công ty chứng khoán sai cái nội dung, cái tài khoản chứng khoán phía sau thôi, bắt họ trả lại thì nhiều khi 45 ngày họ mới trả tiền lại tài khoản của các bạn. Thế các bạn có một số ngân hàng rất là khó chịu, họ nói là cái này làm online ra phòng giao dịch họ không có xác nhận được, cái này là các anh sửa nội dung trên online đi, còn phòng giao dịch không giải quyết, mặc dù online hay là phòng giao dịch của cũng là chính ngân hàng đó ha. Cái này là rất là cái phiền phức. Còn một số công ty chứng khoán, kế toán ở một số công ty chứng khoán thì cũng rất là khó chịu ha. Họ biết rỗng tổng thông tài khoản đó của khách hàng đó nộp vào, nhưng chỉ sai một ký tự ABC đuôi hay là một cái mã số nhỏ thôi, nhưng gửi 5 lần 7 lượt cái mail họ không chịu, họ đòi là ra làm một cái đính dính có cái mộc của ngân hàng gửi vào, họ mới cập nhập cái số tiền đó vào tài khoản tiền chứng khoán của các bạn. Cái này là rất là phiền phức, rất mất thời gian các bạn. Mà trong cái thời gian dịch bệnh này các bạn thấy, nếu các bạn không kỹ, sơ suất một vài ký tự khác nhau một vài con số ha, cái họ tên mà thiếu lót hoặc là thiếu một ký tự trong cái tên của bạn thôi, thì bộ phận kế toán các công ty chứng khoán hay là của ngân hàng họ sẽ làm khó chuyện này. Mà đó là đúng cái nghiệp vụ, đúng luật thôi, tại vì tài chính là liên quan tới tiền bạc, họ phải kỹ từng ly từng tí, các bạn cũng phải tập như vậy. Đặc biệt khi chuyển tiền vào, chuyển tiền ra chứng khoán, tuyệt đối phải chính xác 100%, không nói là 99,99% được, 100% mới được ha. Từng cái dấu phẩy, từng cái tự liên quan tới tài chính tiền bạc là như vậy ha. Muốn biết hay không thì các bạn nên thử hỏi các môi giới, hoặc là trước khi chuyển tiền vào chứng khoán, chuyển tiền ra phải chụp hình online gửi cho môi giới họ kiểm tra có đúng hay không ha. Hoặc là các bạn chuyển 50.000 thử đây, nó suôn sẻ rồi mới chuyển thêm 50 triệu hoặc chuyển thêm 500 triệu sau ha. Cách an toàn trong lĩnh vực tài chính là như vậy ha. Các chuyển 50 triệu 50.000 hoặc là 20.000 trước đi, xem nó có đúng như nguyên tắc gì thôi, sau đó chúng ta mới làm tiếp. Chuyển vào cũng vậy, chuyển ra cũng vậy. Nhất là các bạn, tôi nhắc các bạn chuyển tiền từ ngân hàng khác sang một tài khoản ngân hàng khác của công ty chứng khoán thì chuyện này vô cùng phức tạp nếu các bạn sai sót một ký tự.
Luật nó quy định tới 30 đến 45 ngày không phải trả tiền lại cho các bạn nếu các bạn không không làm cập nhật nội dung được ha. Rồi mấy cái nhắc như vậy thôi. Rồi các đặt lệnh mua bán chứng khoán thì đặt lệnh mua bán chứng khoán hiện nay là online hết. Trước đây thì đặt qua nhân viên môi giới ha, qua những người đặt lệnh, còn bây giờ là online qua trang web hết ha. Dĩ nhiên có một cái trường một hợp lực là tele telephone đặt lệnh ghi âm qua tổng đài mua bán cũng được, qua web internet, qua app phần mềm ha. Hiện nay phổ biến nhất là qua web và qua app thôi ha. Cách như vậy thì cách này các bạn mở giao dịch rồi thì có sẽ người hướng dẫn. Còn một số phần mềm công ty chứng khoán, hiện nay có một số công ty chứng khoán là không có nhân viên môi giới, chỉ làm công nghệ, thì các bạn phải nghiên cứu kỹ, đọc kỹ những cái hướng dẫn đó. Và trước mắt là tránh cái sai sót sai lầm thì các bạn nên đặt một lô trong cổ phiếu nhỏ nhỏ trước để mua bán thử có gì sai sót hay không, rồi sau đó chúng ta làm nhiều hơn. Trong lĩnh vực tài chính luôn luôn cẩn trọng như vậy, làm thử nó đúng rồi chúng ta mới làm lên. Trong đầu tư chứng khoán cũng vậy, các bạn đầu tư thử vài triệu đi, nó hiệu quả, nó được hay không được, rồi sau đó mới đầu tư vài chục triệu, và sau đó mới đầu tư vài trăm triệu, và sau đó mới đầu tư vài tỷ, rồi sau đó đầu tư vài chục tỷ ha. Làm như vậy thôi chứ không có cách nào khác. Tự nhiên ôm một đống tiền mà chuyển qua cái tài khoản mấy tỷ, rồi cuối cùng rồi cái ngân hàng nó nói là cái này online, ra phòng giao dịch nó không chịu cập nhật sửa nội dung chuyển tiền, thì các bạn sẽ kẹt đã 45 ngày, rất là khó chịu ha. Rồi, cái gì cũng phải từ từ thử từng bước thấp đến cao. Rồi tiền bán chứng khoán thì khi nào được rút ra, thì hiện nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang giao dịch T+2, tức là mua bán sau 2 ngày thì tiền hoặc chứng khoán mới về tài khoản của các bạn ha. Tuy nhiên hiện nay các công ty chứng khoán đều có cái nghiệp vụ là tự động ứng trước tiền bán chứng khoán, có nghĩa là các bạn bán xong trong vòng vài giây thì các bạn có thể là ứng tiền ra, chuyển ra tài khoản ngân hàng được liền ha. Nhưng khi mua thì các bạn nhớ là khi mua là phải có tiền sẵn trong tài khoản chứng khoán nha. Để công ty chứng khoán, không có công ty chứng khoán nào cho các bạn mua khống hết, không có tiền thì không mua được. Mặc dù mua rồi, tiền của các bạn nằm ở đó, 2 ngày sau công ty chứng khoán mới lấy trả cho bên bán cổ phiếu ha. Như vậy hiện nay cái việc là T+2 này đối với tiền bán chứng khoán các bạn không nên quan tâm quá, tại vì phần mềm các công ty chứng khoán đã giải quyết được hết cái này hết rồi, muốn bán giờ nào thì rút ra tiền ấy thôi. Tuy nhiên có cái chuyện là liên quan tới cái vay mặt kim, ví dụ các bạn có 100 triệu vay mặt kim công ty chứng khoán thêm 100 triệu nữa, khi các bạn bán ra để rút tiền ra thì có nhiều công ty chứng khoán bắt buộc các bạn bán trên 100 triệu các bạn mới chuyển ra được một ít tiền nhất định. Còn một số công ty chứng khoán thì cho phép, phần mềm cho phép các bạn bán ra 5-10 triệu thôi. Nghĩa là đang tiền mặt 100 triệu, vay 100 triệu nữa là 200 triệu để mua chứng khoán. Khi cần rút ra 5 triệu các bạn có thể bán ra 10 triệu là được. Nhưng cũng có trường hợp một số công ty chứng khoán bắt các bạn phải bán ra 120 triệu mới ứng tiền và chuyển ra được 10 triệu ha. Có nghĩa là bán dư ra tiền mặt rồi mới được phép chuyển tiền ra. Nhưng cũng có rất nhiều phần mềm hiện đại hiện nay, rất nhiều công ty chứng khoán tiên tiến có cái thị phần mà đang tăng trưởng mạnh á, thì họ sẽ cho phép các bạn bán 20 triệu thôi thì cũng đã rút ra được 10 triệu rồi nha, chứ không cần phải bán sạch sành sanh cái tiền vay mặt kim mới rút ra được vài ba đồng bạc ha. Thì đó là như vậy. Tất cả những cái này hiện nay các công ty chứng khoán đều cập nhật rất nhiều. Về mặt lý thuyết chung, tôi soạn cái này 2-3 năm trước thì nhưng nền tảng cơ bản là như vậy. Hiện nay cũng có một số cái thay đổi, một số cái cũng chưa thay đổi, tùy tình hình các công ty chứng khoán và một số cái diễn biến trên thị trường. Nhưng cơ bản là như vậy ha. Những cái điểm mà tôi nhấn mạnh thì các bạn nên chú ý. Còn những cái sửa các thông số hiện nay, có thể là cuối năm nay hay sau Tết này có thể là bỏ cái giao dịch T2 này thành T0 chẳng hạn, thì đó là do cái cập nhật mỗi ngày thôi. Còn nguyên tắc thì nó vẫn như vậy. Khi các bạn bán chứng khoán thì bên mua phải nộp tiền vô công ty chứng khoán, công ty chứng khoán mới chuyển lên trung tâm lưu ký, trung tâm lưu ký mới mới chuyển về cho tài khoản cho bạn
Thì đó cách đi vòng vòng như vậy. Còn cái rút ngắn cái T cộng 2, T cộng 3 xuống, đó là mong ước của toàn thị trường, của tất cả những nhà đầu tư. Nhưng chuyện này trước đây là T cộng 3, bây giờ T cộng 2, kỳ vọng xuống T cộng 0, mua bán trong ngày được luôn, là cái chuyện này mong mỏi của toàn thị trường. Nhưng đã 21 năm rồi chưa làm được các bạn. Rồi như vậy thì bài đầu tiên như vậy là cơ bản đã xong để các bạn học hỏi cái tham khảo. Thì tiếp tục tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh dạy những bài tiếp theo để cho các bạn có cái kiến thức thực nền tổng thể như vậy. Rồi chúc đầu năm mới các bạn đầu tư hiệu quả. Và một số nhóm, một số Zoom, Zalo tôi đã nhắn tin trước nghỉ lễ, tôi nói thị trường tăng rất tốt các phiên trước lễ và đặc biệt là các phiên sau nghỉ lễ, là tôi nói là cái phiên đầu tiên sau lễ có thể tăng đến 20 điểm để vượt đỉnh, và sáng nay nó đã diễn biến ra đúng. Rồi chúc các bạn đầu năm giao dịch hiệu quả.